Xin chào mọi người, xin chào các bạn và các chị tiếp theo các video vlog và chia sẻ trên kênh YouTube của mình. Hôm nay trong cái video này mình chia sẻ về cái chủ đề là những cuộc gọi điện thoại lừa đảo và cách từ chối những cuộc điện thoại như vậy. Thì các bạn biết là hiện tại mạng xã hội phát triển rất là mạnh về viễn thông, về những cái vấn đề ví dụ mạng xã hội về Zalo này, TikTok, YouTube hay là nhiều cái trang web mà nó hình thành. Và các bạn chỉ tham gia vào đó và thông tin của mình á, số điện thoại hay là nhiều vấn đề khác nó bị lộ ra và rất là nhiều cái cuộc gọi mời chào hay là người ta có những cái vấn đề nhắm tới, đó là người không có tìm hiểu kỹ, nhẹ dạ cả tin, và những người ở miền quê hay là thậm chí là những người nghe những lời chào mời quảng cáo hấp dẫn á, thì thường có cái vướng vào cái việc mà gọi là tiền mất tật mang. Và hầu như cái cơ hội mà mình gọi là mình đòi lại hay là mình khi mà đã bị mất tiền đòi lại hay là tìm lại nó rất là khó và gian nan. Thì các bạn thấy là hiện tại sử dụng mạng, ví dụ như mọi người thấy là đọc tin tức trên báo á, hay là sử dụng Facebook, mọi người thấy thường có những cái vấn đề mà báo chí người ta biết rất là nhiều. Thì có những cái cuộc gọi mọi người thường á, một ngày nhận được khoảng, cá nhân mình một ngày nhận được khoảng từ 3 đến 5 cuộc gọi mời chào về chứng khoán nước ngoài, mời chào tham gia một cái dự án nào đó hay là tham gia một cái cơ hội gọi là kiếm tiền nào đó, thì đều nó rất là rủi ro. Vấn đề chính á, thì các bạn chị rất là dễ để nhận biết những cuộc gọi như vậy, thường là người ta mời chào các bạn, các anh chị và hứa một cái hứa hẹn một cái lãi suất nào đó, hoặc là có những cái vấn đề mà mọi người thấy là nó không có logic và thường nó mang cái tính gọi là quảng cáo nó rất là cao. Cho nên là khi mà nhận cuộc gọi như vậy, các bạn nên tốt nhất là mọi người một á là từ chối ngay, ví dụ như các bạn nói là cảm ơn và không quan tâm. Rồi cúp máy, rồi các bạn chị có thể block và khóa số đó, không cho người ta gọi nữa. Hoặc là những cuộc gọi như vậy á, thì các bạn chị tốt nhất là không dây dưa, không có nói chuyện nhiều. Và thường những cuộc gọi như vậy á, thì người ta đánh vào cái tâm lý của nhiều người, tức là ở miền quê hay là không tìm hiểu, và dẫn đến cái việc mà khi mà các bạn chị đã nói chuyện, đã kết nối đã với họ mà không có một cái sự cứng rắn từ chối từ đầu á, thì bắt đầu người ta khai thác, người ta dẫn dắt các bạn các chị, và thường là mình nghe nó rất là hấp dẫn, từ đó các bạn chị cung cấp cho họ những cái thông tin về ví dụ như tài khoản ngân hàng hay là những cái thông tin về OTP, về giao dịch online. Từ đó thì tài khoản của các bạn chị mất tiền. Đó, khi mà mình nghe nó hấp dẫn quá, mình không còn cái phương thức nào mà gọi là mình loại trừ đi cả, thì đó là lúc mà các bạn chị bị họ lừa. Thì thường ấy, các bạn chị thấy là trên mạng á, mà mọi người đọc báo hay là xem trên tin tức trên TV á, mọi người thấy là một cái cơ quan công an hay là cơ quan thực thi pháp luật nào đó, người ta khởi tố, người ta bắt một cái đối tượng nào đó về cái hành vi mà lừa đảo qua mạng, rồi nhiều người mất tiền á, thì lúc đó mọi người mới biết rằng cái việc đó là nó lừa đảo. Cho nên là để mà phòng tránh, tốt nhất là mọi người nên cẩn trọng, tỉnh táo, tìm hiểu, và những cuộc gọi như vậy là nên từ chối, từ chối thẳng thừng. Và cách tốt nhất là gì, như mình nói khi nãy, là không có dây dưa, không có cung cấp thông tin cho họ. Cái việc sử dụng Zalo hay sử dụng Facebook hiện tại, thường là người ta hack được một cái tài khoản bạn bè của các bạn anh chị á, và người ta gửi một cái link qua Facebook, Messenger hay là qua Zalo. Lúc đó các bạn anh chị vội bấm vào mà không tìm hiểu, mình đăng nhập, mình nhập vào những cái thông tin vào, thì tài khoản của bạn chị là bị mất. Tài khoản anh chị bị mất thì lại tiếp tục người ta khai thác trong cái danh sách bạn bè của mình, và từ đó nó có một cái kiểu như một cái
cái hệ thống một cái nhiều nhiều cái tầng lớp bị gọi là bị mất thông tin nữa. Cho nên việc mà để bảo mật cái tài khoản Facebook này là thông qua cái email, thông qua việc cài đặt cái Facebook á, là mọi người phải thiết lập mà cái cơ chế là cái mật khẩu cho nó phức tạp, rồi cái thiết lập cái xác minh hai bước, và tránh click vào những cái đường link hay là việc mà cung cấp những cái thông tin nó không có chính xác. Rất là nhiều cái phương thức lừa đảo mà thường là người ta nhắm vào những người mà sử dụng mạng, ví dụ như giờ Facebook chẳng hạn. Mọi người cứ nghĩ là mình tạo cái tài khoản dùng chơi thôi, nó đâu có sao đâu, kết nối với bạn bè, kết nối với người thân của mình, lâu lâu đăng một tấm hình, chia sẻ một kỷ niệm nào đó, hay là viết một cái câu chuyện hay là cái gì đó. Nhưng mà mọi người quên mất rằng không có thiết lập cái bảo mật cái tài khoản Facebook á. Email thì để nó sơ sài, mật khẩu Facebook cũng để sơ sài, và lúc đó người ta hacker, những người lợi dụng á, người ta phá cái tài khoản Facebook trong cái danh sách bạn bè, người ta nhắn tin và người ta tiếp tục một cái phương thức kiếm chác lừa đảo trong đó. Việc mà khai thác cái thông tin trên mạng, số điện thoại của bạn chị, tài khoản Facebook hay là những cái thông tin khác, mọi người hạn chế đưa lên trên mạng, và những cuộc gọi điện thoại, ví dụ như là về đầu tư chứng khoán này, đầu tư tiền ảo hay là những cái dự án, ví dụ như bất động sản chẳng hạn, nếu các bạn chị mà có tham gia mua bán nhà đất hay là như thế nào đó thì các bạn chị phải tìm hiểu. Còn hiện đại chứng khoán ở nước ngoài, chứng khoán quốc tế thì ở Việt Nam không thể tham gia, không thể đầu tư được. Đó là luật, chứ không phải là gọi là đây mình nói để các bạn biết là không có một cái cơ chế nào để mọi người chuyển tiền ra nước ngoài tham gia đầu tư được. Còn dự án tiền về những cái vấn đề với tiền kỹ thuật số hay là chứng khoán phái sinh nước ngoài, mọi người nghe người ta trình bày, nghe người ta giới thiệu, nghe người ta mời chào, nó rất là hấp dẫn, lãi suất nó rất là cao. Mọi người không làm gì cả, chỉ cần tải cái app, kết nối cái tài khoản ngân hàng, nộp vào tiền là coi như là tự động tiền nó đẻ ra tiền. Nghe nó hấp dẫn quá. Và thường là gì, nếu các bạn gì làm theo cái bước của họ, cũng cài một cái app, cũng kết nối tài khoản ngân hàng, nộp vào đó 5-10 triệu. Rồi các bạn thấy một ngày tự nhiên tiền trong tài khoản của mình nó tăng, ví dụ các bạn nộp vào 10 triệu, một ngày hôm sau các bạn thấy mình được 12 triệu trong tài khoản, rồi tiền ngày hôm sau nữa 15 triệu trong tài khoản, ví dụ như vậy. Nhưng mà thực tế các bạn thấy là để mà rút được cái tiền đó thì các bạn không thể nào rút được, người ta bắt các bạn nộp thêm tiền nữa mới rút được. Thì đó là một cái hình thức mà gọi là trá hình, và khi mà các bạn tham gia vào những cái việc đó là không thể nào các bạn rút tiền được. Cho nên là phải cẩn thận và cẩn trọng rất là nhiều, chứ không nên là nghe những cái cuộc gọi hay là những cái lời chào mời mà nó rất là phi thực tế. Mọi người cứ nghĩ là nó sẽ hấp dẫn và tham gia thì cái tỷ lệ mà mọi người mất tiền rất là cao. Mình có một người quen ở quê á, là người ta nghe được cuộc gọi mà bên cơ quan công an nói là nộp tiền để mà giải quyết một cái vụ án nào đó, thì thường là người ở quê nghe là sợ mà không tìm hiểu kỹ, nghe là sợ, rồi từ đó là gì, đọc cái số tài khoản, đọc cái thông tin, cái mật khẩu OTP, đọc hết luôn, tiền trong tài khoản có được 20 mấy triệu rồi cũng bay luôn. Lúc này là đi tới cơ quan công an trình báo rất là nhiều khê, và hầu như là cái cơ hội mà lấy lại được tiền nó rất là mù mờ, không biết bao giờ mà lấy lại được tiền. Cho nên cái chính đó là gì, mình phải cẩn trọng. Trên đời này không có cái gì đơn giản cả, và cái người mà người ta lợi dụng á, người mà người ta cố tình người ta gọi là lừa là người ta rất là tinh vi, người ta nói rất là ngon ngọt, và các bạn nghe được những cái lời đó mà không có một cái sự cẩn trọng thì mất tiền. Và rất là nhiều cái kiểu lừa, từ lừa qua điện thoại, nói từ cơ quan công quyền, cơ quan công an,
tòa án rồi những cái dự án mời chào như thế nào đó, cam kết một cái lãi suất như thế nào đó rất là mơ hồ, cho nên các bạn phải tìm hiểu. Ở Việt Nam thì các bạn thấy rồi, cơ quan công an hay là nhà nước, hay nếu mình có vi phạm một cái luật gì đó thì thường là người ta gửi thư, gửi đơn tới nhà hay là yêu cầu như thế nào đó, chứ mình nghĩ là mọi người phải cẩn trọng những cuộc gọi như vậy và hết sức bình tĩnh, từ chối cuộc gọi và cúp máy, khóa những cái số đó, không có để nên dây dưa nói chuyện nhiều. Đó thì trong cái video ngắn này mình chia sẻ như vậy để mọi người quan tâm và có cái phòng tránh cho nó hợp lý. Rất là nhiều người bị, mà khi là đã bị lừa rồi, đã mất tiền rồi thì cái cơ hội mà gọi là khôi phục, lấy lại được tiền hầu như mong manh vô cùng. Để xin cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.